Về cái phần tiện ích mở rộng quảng cáo thì các bạn nhìn thấy rồi đấy ạ. Ở đây thì Google AdWords cho chúng ta có rất là nhiều các tiện ích. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu cái tiện ích nó là cái gì, đúng không ạ? Đấy, đó là gồm có tiện ích mở rộng về địa điểm, mở rộng vị trí quảng cáo của tôi bằng vị trí thông tin, liên kết trang web, mở rộng quảng cáo của tôi bằng các cái thành phần trang web, đúng không ạ? Cuộc gọi với một cái số điện thoại, ứng dụng đấy, để có thể cho phép tải, đánh giá là cái dạng rate bao nhiêu sao đấy, mở rộng bằng tiện ích chú thích, đoạn nội dung có cấu trúc. Thế thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu nội dung của cái tiện ích mở rộng là gì và cái cách sử dụng nó như thế nào, đúng không ạ? Thì tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn để các bạn biết một chút. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào tìm iPhone 7 vào lớp 128GB đi, quay lại cái ví dụ cũ, đúng không ạ? Thì các bạn đang nhìn thấy đây, ví dụ như là cái tiện ích mà 306 cầu giấy dấu chấm như này, thì đây chính là tiện ích địa điểm. Đây chính là tiện ích địa điểm. Nha. Chúng ta muốn bấm có được cái đấy thì chúng ta chọn vào đây. Nó sẽ thông báo rằng tài khoản của bạn không có bất kỳ vị trí nào. Thêm ngay bây giờ thì mình phải tạo ra cái vị trí là 306 hay 102 hay là 100 gì đó. Đấy ạ. Số 61 ngõ 16 Thái Hà đây. Đây là tiện ích mở rộng về địa điểm. Được chưa ạ? Chúng ta nhìn thấy rõ chưa ạ? Vâng. Thứ hai là tiện ích liên kết trang web, đúng không ạ? Gọi là site link đây. Thì đây chính là tiện ích liên kết trang web này. Chúng ta nhìn nhé. Đấy. Nó sẽ có một cái đường link. Nó sẽ có một đường link, nhưng mà trong cái quảng cáo này đang không có. Đang không có. Tôi sẽ tìm cho các bạn một cái quảng cáo khác. Thì sẽ có cái tiện ích. Đấy. Đây. Cái này thì nó sẽ có cái tiện ích sitemap. Nó cho mình chọn là Blood 128, Blood 256, Red rồi thì Black hay là Jet Black gì gì đấy, đúng không? Tối đa là mình chọn được 4 cái đường link cho cái tiện ích này. Và trong một mẫu quảng cáo thì thường là chúng ta được sử dụng 3 tiện ích trong một mẫu quảng cáo. Thí dụ như là một cái mẫu quảng cáo này vừa có tiện ích địa điểm, vừa có tiện ích số điện thoại, vừa có tiện ích site link. Thì thông thường là sẽ có 3 tiện ích, được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta nhìn thấy đây là có một link, hai link này, đúng không? Thì đây là tiện ích đường link, số điện thoại này, thì đây là tiện ích số điện thoại. Tiện ích số điện thoại đây, cuộc gọi đây. Mở rộng quảng cáo của tôi với một số điện thoại, đúng không? Đấy, thì mình sẽ đưa cái số điện thoại của mình vào. Và đây là tiện ích địa điểm. Đấy, thì trong cái quảng cáo của các cell phone này, chúng ta đang nhìn thấy đây là nó có 3 tiện ích mở rộng. Có một số cái tiện ích là nó khác, ví dụ như là nó có cái phần là chú thích thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Thông thường thì một cái chiến dịch quảng cáo sẽ gồm 3 cái như vậy, thì chúng ta sẽ làm từ từ từng cái nhé. Đầu tiên là về tiện ích địa điểm, thì chúng ta sẽ cho địa điểm của chúng ta vào, nó ví dụ như là cái cửa hàng thời trang của chúng ta hay cái shop của chúng ta hay là cái nhà hàng của chúng ta, thì chúng ta phải tạo ra nó, được chưa? Chúng ta phải tạo ra cái tiện ích đấy thì mới có, còn ngay lập tức là nó không có. Làm thế nào để tạo, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái Google Business đấy. Chúng ta sẽ phải tạo cái Google Business đấy để chúng ta tạo ra cái địa điểm và chúng ta phải xác thực. Thì chúng ta sẽ tìm Google Business nhé. Google Business Place đây. Thì bắt buộc là chúng ta phải tạo ra cái list này thì chúng ta mới có thể là thể hiện được ở trên cái quảng cáo. Đấy. Và thường thì chúng ta sẽ phải mất một thời gian. Chúng ta tạo ra cái My Business Plate này. Và sau đó thì Google nó sẽ gửi thông tin xác nhận về, đúng không? Ví dụ như là công ty PA Marketing, được chưa ạ? Country Việt Nam Suite này. 51 Nguyễn Ngọc Vũ Hà Nội. Đây là cầu giấy đi. Ok. Cầu giấy. Nếu mà dưới này có cầu giấy thì trên này bỏ đi. Đấy. Province là Hà Nội. Province là tỉnh.
CD postal code 100.000 1/5 số 0 main business phone 0989 623888 số của tôi đúng không? Category này marketing agency rồi. Website này www.pamarketing.vn đúng không? Đấy, ok. Đấy thì cái này là mình sẽ đăng ký cái business của mình. Mình sẽ đăng ký cái business này. Thì sau đó thì mình sẽ nhận được cái thông tin này. Đấy, mình sẽ mở cái mã đấy ra mình đưa vào. Mình sẽ mở cái mã đấy ra mình đưa vào sau nhá. Và mình sẽ cung cấp dịch vụ được bao nhiêu? Cung cấp dịch vụ của mình 1.000 km luôn cho mình. Vâng, lý do là mình cung cấp dịch vụ trực tuyến. Đấy. Được chưa? Vâng. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Thì sau đó thì chúng ta sẽ nhận được cái thông tin sau. Đúng không ạ? Điền. Thì Google nó sẽ gửi một cái mã xác thực về cho chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhập cái mã xác thực đấy. Và đây thì Google nó sẽ mở cho chúng ta. Thì lúc đấy chúng ta mới sử dụng được cái tiện ích cái điểm này. Các bạn hiểu chưa ạ? Vâng. Thứ hai là tiện ích liên kết trang web. Thế cái tiện ích này sử dụng để làm gì? Tức là trong một cái mẫu quảng cáo, thì ví dụ như mình giới thiệu về iPhone 7 thì mình có thể bán iPad, mình có thể bán MacBook để làm gì? Để mà cho trong trường hợp mà khách hàng người ta muốn người ta tìm iPhone nhưng mà sau đó người ta đổi ý, người ta lại muốn click vào Mac, người ta lại muốn click vào iPad, thì mình rất có thể mình sẽ có thêm được cái cơ hội. Và cái cách này cũng là cái cách mà Google cũng rất là thông minh. Google muốn làm như thế để làm gì? Để cho chúng ta là bán được hàng, chúng ta có thêm click thì Google cũng kiếm thêm được tiền. Đấy thì cái tiện ích mà mở rộng mà liên kết trang web này thì tối đa trong một cái mẫu quảng cáo là mình làm được 4 tiện ích. Đấy, thí dụ như là mình sẽ đưa vào đây một cái đường link, tôi sẽ ví dụ cho các bạn xem làm mẫu nhé. Liên kết trang web mới, thấy chưa? Đấy. Ví dụ như bạn vào đây, bạn chọn khóa học Facebook Marketing. Tôi là chuyên gia về Facebook Marketing hàng đầu luôn, đúng không ạ? Đấy. Thì tôi sẽ đưa vào đây link URL đấy. Facebook Marketing Pro. Ví dụ thế đúng không? Mô tả là gì ạ? Học bán hàng và quảng cáo trên Facebook. Quá rồi. FB học xong có việc làm kinh doanh bùng nổ không đủ thì chữ kinh doanh này sửa thành KD. Cái nghệ thuật viết quảng cáo trên Google cũng rất là mệt bởi vì cái số ký tự nó luôn luôn là giới hạn, đúng không ạ? Lưu đấy. Thế thì ví dụ như mình có thể chọn, mình có thể chọn cái Facebook Marketing. Đây có rất là nhiều cái Facebook đúng không? Pro bùng nổ đây. Chọn sang đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn chọn. Chọn. Tối đa là 4. Tối đa là 4. Ok. Đấy. Mình thêm thì mình có thể thêm Google AdWords hay là sale hay email hay là quần áo giày dép thì tùy vào cái sản phẩm của các bạn nhé. Các bạn hiểu ý tôi không? Ý tôi muốn nói là đấy, mình có thể chọn cái tiện ích mở rộng ra. Rồi, mình tìm nghỉ dưỡng Phú Quốc. Ok. Thì nó sẽ ra đây một số những cái mình sẽ xem. Đấy, ví dụ Mango Bay này, Family Inn này, đúng không ạ? Gì đây, Dương Đông hay là gì đó, đúng không? Book Now, Bay Letter, Kiên Giang, vân vân. Thì đây chính là các cái đường link. Hay là Restaurant, Hotel, Cheap Flight, Romantic. Đây là 4 cái link để đề phòng là gì? Bạn không thích cái này thì bạn sẽ thích cái kia. Thì tôi vẫn luôn có click, đúng không? Tôi vẫn luôn có click. Các bạn đã hiểu cái tiện ích này chưa ạ? Tiện ích này rất là dễ nhá. Vâng.
Tiếp tục đến tiện ích cuộc gọi thì mình sẽ mở rộng cái số điện thoại ở trong cái mẫu quảng cáo như các bạn được biết. Đấy, thì mình điền cái số điện thoại của mình vào. Đấy, mình điền cái số điện thoại của mình, chọn quốc gia là Việt Nam. Đấy, số điện thoại là của mình 0989 623 888, ví dụ thế đúng không? Hoặc là cái số 1900 hay là số cố định của các bạn đưa vào để nó hiển thị. Được chưa? Đấy. Mình có thể chọn cái nâng cao gì đó không, ngày bắt đầu ngày kết thúc không. Không thì thôi. Đấy. Tôi sẽ không lưu bởi vì cái số này tôi đưa vào rồi. Tôi hủy nhá. Ok. Rồi. Đấy. Ví dụ như là tiện ích về ứng dụng thì chúng ta rất là ít dùng. Cái này thì thường là dành cho những người mà có application. Đấy. Tải Android ngay, đúng không ạ? Bị từ chối đây. Thì mình tìm các cái ứng dụng mình đưa vào đây. Mình tìm các ứng dụng mình đưa vào đây. Hay điều hành iOS, tra gói hoặc là tìm ứng dụng. Mình đưa một cái đường link vào. Ví dụ như mình sẽ làm Android cho các bạn xem. Mình sẽ vào Google Play. play.google.com, enter. Đây là cái kho ứng dụng dành cho hệ điều hành Android của Google, đúng không? Đấy, thế mình sẽ tìm một cái ứng dụng mình muốn họ tải, ví dụ như là mình muốn chạy quảng cáo cho Uber đi, mình giả sử thế, hoặc là Grab đi, đúng không? Grab, enter. Đấy, Grab Car, Grab Bike tùm lum đây, mình muốn đưa vào đây. ID thử ra, nhập tên ID, nhập tên ID thì you don't have a device. Installation. Verify issue. Không cho mình cài. Mình phải có cái mã. Hay nó bắt phải có cái mã. Vì thường là chúng ta không chạy app nên là thôi. Search xem là Grab xem có này, thì nó sẽ tìm giúp mình, nó liên thông đến đấy. Grab driver rất nhiều đúng không? Grab taxi đi. Rồi đấy, thì mình sẽ tìm, nó sẽ tự lấy link cho mình. Ok, tốt quá, tôi không phải tìm như kia nữa. Xong, cũng thú thật là tôi thao tác nó hơi nhầm một chút, là bởi vì tôi cũng chưa chạy quảng cáo hệ điều hành ứng dụng cho khách hàng bao giờ đâu. Tôi chạy quảng cáo thuê thì rất là nhiều, nhà hàng, bất động sản, thời trang, tiếng Anh, tiếng Em rất là nhiều, nhưng mà chạy này chưa có nên là mình không thao tác, hơi trượt chút. Được chưa ạ? Mình tìm nhá, mình tìm nó, mình đưa vào cụ thể luôn, mình sẽ tìm lại gì Uber. Tìm Uber Car. Xong, lưu vào đây. Đấy. Thế mình sẽ thấy ngay. Chọn Uber Car ở đây. Đấy. Thế thì mình có thể có cái tiện ích đấy, nó sẽ hiển thị cùng. Thế ra như ở Việt Nam tôi thấy rất là ít người, tiện ích đánh giá cũng rất là ít người sử dụng. Tiện ích đánh giá cũng rất là ít người bị sử dụng. Mình đưa các cái diễn giải ra đây, hoặc là các cái trích dẫn của người này người kia. Tôi đã sử dụng và rất hài lòng. Đúng ạ. Ký tên là Phan Anh vào đây. CEO PA Marketing. Tất nhiên là đấy là một cái đơn vị nó phải lớn lớn tí, đúng không? URL nguồn là một cái trang web fananhonline.com giả sử thế. Và nguồn là vnexpress.net. Không đủ. Vnex, ok. Đấy. Tôi đã sử dụng và rất hài lòng Fan Anh CEO Vnex kiểu thế. Đấy gọi là
cái tiện ích liên quan đến đánh giá, được chưa? Cái tiện ích chú thích. Thì tiện ích này thì bạn chọn ít nhất 2 chú thích để sử dụng. Đấy. Mình thêm cái chú thích vào. Văn bản chú thích 25 ký tự. Kiểu như là tôi đã sử dụng và rất hài lòng, tôi đã học và rất thành công, đúng không ạ? Tôi đã mua và rất yêu thích, đúng không ạ? Tôi đã du lịch và cảm thấy ok, kiểu như thế để chúng ta đưa vào nha. Rồi thì đoạn nội dung có cấu trúc thì chúng ta có thể mở rộng. Chúng ta có thể mở rộng ở đây. Đoạn nội dung có cấu trúc đây. Tiêu đề tiếng Việt thì xem có không nào. Không có tiếng Việt, cái này thì chắc là ít người dùng rồi. Bởi vì không có tiếng Việt. Bắt phải dùng tiếng Anh. Chỉ đánh tiếng Việt thôi nào. Tôi đã sử dụng và rất hài lòng. Tôi rất thích dịch vụ này. Tôi thích mê hoặc khi dùng nó. Ví dụ thế, đúng không? Lưu văn bản quá dài, vui lòng sử dụng. Quá 25 sửa xuống những bọn này. Cho người ta nhiều như thế rồi. Số lượng giá trị tối thiểu bắt buộc 3. Ok. Ok. Rất ok. Tuyệt vời, có đủ không? Chắc quá. Đấy. Có cấu trúc đây. Tôi đã sử dụng rất ok, tuyệt vời. Nhưng tôi cũng cố làm để cho các bạn thao tác xem thôi. Thế thực tế tôi cũng chưa nhìn thấy cái mốc quảng cáo này nó có cái tiện ích như này. Còn nhé. Vâng. Đến phần tiếp theo là cái phần cài đặt nâng cao. Cài đặt nâng cao thì ở đây các bạn có thể lập lịch bắt đầu, lịch kết thúc. Giống Facebook nó có đấy, đúng không ạ? Bắt đầu là ngày hôm nay. Đấy, kết thúc là ngày nào đấy, mình có thể chọn ngày kết thúc. Đấy, ví dụ như kết thúc tuần sau. Ví dụ thế, đúng không? Đấy, lịch quảng cáo là từ thứ hai đến chủ nhật. Thứ hai đến chủ nhật đây. Đấy, từ trong vòng 24 giờ đây. Đấy, 12 giờ sáng. Xa là sáng nhé. Đấy, xa là sáng. Chiều. Từ ngày này đến giờ này. Chiều. CH. Chiều. Tiếng Việt đấy. Ok. Ví dụ như quảng cáo sẽ chạy từ giờ này đến giờ này, của ngày này đến ngày này. Còn ngoài những cái giờ đấy mình dừng. Thí dụ như là AdWords thì chẳng hạn mình không muốn chạy buổi tối chẳng hạn, hay mình không muốn chạy buổi đêm chẳng hạn, thì mình có thể bỏ. Thì hoàn toàn cái này phụ thuộc vào sản phẩm đấy là gì, dịch vụ đấy là gì thì chúng ta mới làm nhá. Vâng. Đấy, phân phối quảng cáo, xoay vòng. Thì ở đây nó sẽ tối ưu cho nhấp chuột này, tối ưu cho chuyển đổi này, xoay vòng đồng đều này, xoay vòng vô thời hạn này. Thế thì hầu như chúng ta đang sử dụng cái phần tối ưu cho chuyển đổi, đúng không ạ? Chúng ta đang sử dụng tối ưu cho chuyển đổi rất là tốt. Vì do cái phần ở bên trên là mình đặt giá thầu đấy. Phần ở bên trên là mình đặt giá thầu, cái phần liên quan đến CPC sử dụng tối ưu cho với lần nhấp chuột. Thì trên nó như nào, dưới thì nó phải như thế thì nó mới tương đồng. Tối ưu hóa cho nhấp chuột, ok. Quảng cáo tìm kiếm động thì chúng ta chưa dùng đến, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm một cái phần quảng cáo tìm kiếm động sau, để cho chúng ta có hẳn một cái video giới thiệu về cái quảng cáo tìm kiếm động. Nó gọi là Dynamic Ads trong tiếng Anh ấy. Vâng. Ok. Thì chúng ta bỏ qua. Tùy chọn URL chiến dịch nâng cao chúng ta cũng bỏ qua. Cái này để chúng ta theo dõi. Chúng ta dùng một cái mã theo dõi là mã tracking và đường link URL và ID để chúng ta làm. Thế chúng ta tạm thời có thể bỏ qua như vậy. Chúng ta tiếp tục. Sang đến bước tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong một cái video khác để chúng ta làm cho nó hoàn chỉnh. Vì cái này nó rất là dài rồi, đúng không?
thì chúng ta sẽ nói về thao tác về nhóm nhé. Vâng. Và thế thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần tiếp theo của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.